Kính thưa anh Lân và kính thưa quý vị khán giả, Tân Duy Khánh xin hát một đoạn nhạc với bài hát mà quý vị khán giả rất thích, đó là bài Xuân Này Con Không Về. Xin mời quý vị cùng nghe. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mận xuân. Đàn trẻ thơ ngày chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta mới ba ngày xuân đi khoe sớm diện. Con biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ duyên mình êm ấm mẹ thương con. Xin đợi ngày mai. Ca sĩ Tân Duy Khánh, một người có giọng hát rất là giống ca sĩ Duy Khánh. Anh cũng là một người hát dòng nhạc quê hương. Anh có thể cho biết anh có nghe tới tiếng hát mà rất nhiều người hiện nay biết tới, đó là giọng hát nhí Phương Mỹ Chi. Và anh cho cái nhận xét của anh về giọng hát này thưa anh. Kính thưa anh Lân và kính thưa quý vị, Tân Duy Khánh biết tới Phương Mỹ Chi từ cái cuộc thi The World, từ cái cuộc thi giọng ca nhí đó. Tân Duy Khánh nghe nhiều và Tân Duy Khánh cảm nhận là tuy Phương Mỹ Chi còn nhỏ nhưng mà giọng hát rất đầy đặn, và giọng hát nghe là người ta cảm nhận và thích liền cái giọng hát của Phương Mỹ Chi. Tại vì ít có ca sĩ nhí nào mà có cái giọng hát dày và hát tình cảm như vậy. Sau khi mà cuộc thi chấm dứt, Phương Mỹ Chi trở nên một tên tuổi rất nhiều người biết tới. Báo chí cũng như dư luận nói rất nhiều tới những scandal liên quan tới tiếng hát này, liên quan tới việc học, việc chạy show cũng như là việc quản lý. Anh cũng là một người ca sĩ, có lẽ cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này. Anh có thể chia sẻ vài ý kiến riêng của anh về cái chuyện này như thế nào thưa anh? Tân Duy Khánh nghĩ là Phương Mỹ Chi rất xứng đáng, là tại vì em còn nhỏ mà có giọng hát hay như vậy. Tân Duy Khánh nghĩ là với cái tiền cát xê mà Phương Mỹ Chi có là rất xứng đáng. Tân Duy Khánh cũng mơ ước là mình cũng được như vậy. Nhưng mà chắc là Tân Duy Khánh không thể nào có được như em, là tại vì em còn nhỏ nhưng mà giọng hát nghe rất là hay. Tân Duy Khánh đã nghe Phương Mỹ Chi hát rồi và Tân Duy Khánh nghĩ là Phương Mỹ Chi xứng đáng được như vậy. Là ca sĩ hát tự do cho nên Tân Duy Khánh không rành về cái sự quản lý. Nhưng mà Tân Duy Khánh nghĩ là nếu mà cái người quản lý đưa cho bé đi đúng hướng thì việc hát sau này của bé sẽ tốt hơn.